Vì xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị của các bạn. Hôm nay Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi tham quan phố phường thủ đô Hà Nội. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Việt đi ghi hình vào 6 giờ 10 ngày 29 tháng 7. Chiều nay thì Hà Nội đón nhận một trận mưa rào rất là to. Đây quý cô chú anh chị và các bạn thấy đường vẫn còn rất là ướt. Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một vòng ngày trời mưa. Đây là ngã tư Văn Miếu và Nguyễn Thái Học. Hiếm hoi có bác đã sửa xe. Vào các ngày thường thì nếu mà không có mưa thì vẫn còn sáng lắm quý cô chú chị các bạn. Đây, mưa xong thì Việt thấy bắt đầu có ánh nắng rồi. Trên phố Nguyễn Thái Học thì Việt thấy rất đông các phương tiện. Giờ này mọi người cũng đi làm về. Toàn người dân thủ đô Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17. Các cửa hàng kinh doanh thì thấy ở trên phố Nguyễn Thái Học chủ yếu là bán tranh cũng như là bán máy khâu. Đây đều đóng cửa hết. Quý cô chú anh chị và các bạn đi sang phố Đình Ngang. Các cửa hàng ở con phố Đình Ngang thì đóng cửa hết. Việt đã đi sang phố cửa Nam rồi, thì cô chú anh chị và các bạn. Do trời mưa to quá, đây thì vũng nước vẫn còn, thì cô chú anh chị và các bạn. Nên là các chốt chống dịch của các chú, các bác làm nhiệm vụ cũng đã tạm thời dừng, tại vì mưa to quá. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đi trên phố Hàng Bông. Thực hiện chỉ thị 17 thì Việt thấy toàn người dân thành phố Hà Nội đều nghiêm chỉnh chấp hành.
toàn cảnh thành phố rất là buồn. Đấy, trung tâm phố cổ rất buồn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn chính là phố Củ Doãn. Doãn và đường Thành, hôm nay là phố đường Thành. Trong video này Việt cũng gửi lời chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, bình an trong mùa đại dịch. Đây là đường hàng bông Lý Quốc Sư, rất là vắng người. Và đây là ngã tư Hàng Trống nhá, quý cô chú anh chị và các bạn. Và các cửa hàng ở trên phố Hàng Gai thì nằm nguyên, đóng cửa im lìm. Đây là một số chốt. Các cơ quan chức năng thì luôn luôn sẵn sàng để phòng cách chống dịch một cách tốt nhất, không để dịch bệnh lây lan ra khắp các con phố. Việt đi quay và gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh thì Việt không tiếp xúc gần đâu quý cô chú anh chị và các bạn, tại vì Việt cũng phải giữ không tiếp xúc gần với tất cả mọi người. Nếu Việt quay cái này thì Việt thì chạy xe đi lòng vòng. Việt đã sang phố hàng đào rồi, quý cô chú anh chị và các bạn. Đây chính là hàng bạc này. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube, hay là quý cô chú các bạn là đăng ký kênh. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả để khi Việt xuất bản video thì quý cô chú anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được thông tin về thủ đô Hà Nội. Trong những ngày giãn cách,
Đây là chợ Đồng Xuân nhá, quý cô chú chị của các bạn. Việt Á đang đi trên phố Hàng Giấy. Phải nói là người dân thủ đô Hà Nội thực hiện này nghị định 17 rất là tốt. Hầu như rất ít người ra đường. Rất tuyệt vời. Mong sao dịch sớm qua đi để thủ đô Hà Nội lại lung linh, rực rỡ. Quý cô chú anh chị và các bạn lại được thưởng thức những món ngon và những hình ảnh rất là nhộn nhịp tại thủ đô. Các chốt thì đang là trú mưa. Đây là một chốt nha quý cô chú anh chị và các bạn, chốt ở những đường Quan Thanh. Và Việt sẽ đi một đoạn hàng thang. Việt sẽ đi một đoạn hàng thang xong rồi Việt sẽ rẽ ra Nguyễn Trình Tộ, xong rồi Việt sẽ dừng clip. Đây là một đoạn của phố Hàng Thang. Đây là đường vào chợ Vạn Nhai. Trên đường Nguyễn Trường Tộ thì Việt thấy là cực kỳ vắng, không bóng người. Rồi, và Việt đã tới ngã tư Nguyễn Trường Tộ và Hàng Bún. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã cùng Việt đi tham quan phố cổ ngày đang giãn cách mà lại nhận được một trận mưa rào, phải nói là rất là to. Việt chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới.